Xin chào các bạn. Để chuẩn bị cho tốt trong việc giải cái bài toán về động năng của chương trình vật lý lớp 10 ấy, thì hôm nay thầy sẽ chia sẻ cho các bạn là một số phương pháp, đúng không? Các phương pháp giải các bài tập động năng này từ cơ bản đến nâng cao. Thì để chuẩn bị cho các bạn giải được tốt hơn thì bây giờ thầy sẽ đưa cái một số cái bài tập này cho các bạn về, các bạn có thể giải, các bạn tải về và các bạn có thể giải trước. Thì tối nay thầy sẽ sửa cái đề này, tức là sửa các câu bài tập của phần động năng này. Thì trong cái tờ giấy A4 này đó, trong cái file này á, thì nó có 2 phần, 3 phần. Phần thứ nhất là lý thuyết, thầy sẽ tóm tắt lý thuyết cho các bạn. Đây, màn hình các bạn thấy nè. Rồi sau khi tóm tắt lý thuyết xong thì các bạn có thể coi lại cái phần lý thuyết này để chúng ta giải, đúng không ạ? Rồi sau khi các bạn coi phần lý thuyết xong á, các bạn kéo xuống phần dưới, cái phần bài tập tự luận nè. Cái phần bài tập tự luận này nó có tất cả là 5 câu các bạn tải về, đúng không? Link tải thầy sẽ để dưới cái phần mô tả cho các bạn. Và các bạn tải về, các bạn có thể giải trước từ câu số 1 đến câu số 5 này, đúng không ạ? Từ câu số 1 đến câu số 5 này thì trong 5 câu này á, thì có cái câu số 5 này nó hơi rắc rối, nó hơi dài một chút, đúng không? Các bạn chỉ cần nhiệm vụ tải đối với những học sinh mức độ trung bình, đúng không? Và trung bình khá thì chúng ta có thể giải từ câu số 1 đến câu số 5 này. Rồi cái phần tiếp theo là cái phần số 3 là bài tập tự luận này. Thì nó gồm có 6 câu của cái bài tập tự luận này, đúng không? 6 câu của bài tập tự luận này thì nói chung dành cho những bạn học sinh khá giỏi. Những bài tập này nó tương đối nó khó. Và tối nay thầy sẽ sửa chi tiết cho các bạn cái bài tập của cái phần dạng động năng này. Rồi mời các bạn cùng tải về và chúng ta cùng làm trước nha. Tối nay thầy sẽ giải chi tiết cho các bạn các bài tập này. Rồi chào tạm biệt các bạn.